Ủa, xoài ơi, chúng ta cùng trải nghiệm khẩu súng mới, súng máy luôn. Ok các bạn, đây là chương 11 của chapter 3. Ok, vẫn đi con đường cũ, không biết là có gặp bạn nào đây không. Ok, đây. Tiếng nổ rất là dã man luôn. Chết rồi. Đạn hết đạn luôn, ra khẩu súng này của mình. Đó. Chết luôn. Nghe tiếng súng chơi chưa? Chơi. 348 viên đạn luôn. Nghe súng dã man thật. Có cái đạn không? Hai đạn hơi nâu. Headshot. Trời. Một băng của nó được bao nhiêu viên à? Băng của nó 58 viên nhưng sao bắn nhanh thế nhỉ? Bắn nhanh hết hơn cả AK luôn. Nghe phê chưa? Bằng 58 viên. Đây. Đấy, các bạn đến nghe phê chưa? Đây. Vừa rơi phát đỏ chưa? Đây này. Bắn mãi không hết đạn, sợ thật, đúng là không máy. Vỗ bay. Mình sẽ để con mấy viên cuối cùng mình sẽ giết thằng này. Ok, quá sâu, chúng ta lại trở về với lại khẩu AK và rồ của mình. Chỉ có 153 viên thôi, chứ không phải là 300 viên như vừa nãy. Ok, nhưng mà đam của nó thì rất là khủng khiếp. Chạy đi. Chạy đi. Cần gì được xuống chuyện. Cần gì được xuống chuyện. Đâu rồi, á này. Nó tập trung ở đây. Ăn thỏ cả. Trong ngày còn một tên nữa. Trời. Ok, what's go. Một em đã ra đi. Hai em. Ba em. Bốn em. Năm em. Sáu em. Bảy em. Tám em. Nói chung là game ok, khá hay, di chuyển bắn súng rất dễ dàng. Còn duy nhất một điều muốn góp ý với nhà sản xuất game đó là phải tăng độ khó, tăng độ khó cho game lên. Mấy con máy AI này kém quá, bắn cùi quá.
trình độ của mình. Ủa cuối thế này mà còn bắn được thì mấy ông pro ông không thích chơi đâu. Mấy ông pro ông phải chơi những con game quá thôi. Dễ quá là các ông không thích. Ôi má sư. Đi vào 14 chapter 3. Lại trở lại với AK và Ro. Trên đầu mình chắc trời mi mi quá phù nữa, gọi là nó ví dụ như người thường là khi mà nghe cái tiếng động cứ là nó phải bắn ngay, nhưng đây nó cứ đần người ra đấy. Đây là yêu cầu nhà sản xuất phải tăng độ khó lên, tăng độ khó lên cho bọn này nó bắn ác liệt vào. Cái đội pro game nó mới chơi thì chưa như này thì trình độ như này thì thằng phố dưới như mình chơi nó cũng cảm thấy nhàn, đội pro nó cũng không chơi đâu. Đội pro mình chơi nó phải khó hơn rất nhiều, nó thích đây lắm khi bắn cả cái mất máu. Đây là một con game cho các bạn nhớ về thời đầu 9x 8x và 9x. Đấy. Phát like đây. À, những thanh niên mà sinh năm từ những năm 1985 đến trở về năm đến 1998 thì sẽ biết đến Half Life, một trong những con game Half Life làm mưa làm gió tại Việt Nam. Cái hồi mà chưa có internet. Khi mà các team vẫn chia đội bắn mạng nam với nhau rất là vui. Còn có cả game AOM hay còn gọi là đế chế, đế chế ba team chết cùng một chỗ đấy, chúng mặt nam được chắc sao lên TV.
kia. Con nói nhẹ đi, bố biết rồi được với tôi. Cái con bơi cái nước nó ăn đấy. Thank you.